Chào buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 7 tây tháng 5, 2020. Đây là tin tức của Đài Mỹ. Đài CBS, Is Morning News, NBC News, ABC News, CNN News. Mình tên Enny Nguyễn. Mình sẽ dịch cho mọi người nghe tin tức trực tiếp từ Đài Mỹ. Họ nói cái gì thì mình dịch cái đó ha. Đây là của đài NBC News họ báo cho mình biết như thế nào xảy ra ngày hôm nay nha. Và họ nói hiện tại ngay bây giờ đó ở trên nước Mỹ về Covid-19 thì nó ảnh hưởng qua những đứa trẻ rất là nhiều ở trên nước Mỹ patients going into cardiac arrest. The new warnings every parent needs to hear. Also the new. Và đây là họ nói hiện tại ngay bây giờ nó cho cái warning mới cho tất cả những phụ huynh này kia phải cần biết cha mẹ này kia phải biết về chuyện này. Và họ nói hiện tại ngay bây giờ cũng có nhiều tiểu bang cũng còn mở cửa trả lời À, mở cửa trả lời nha, và ờ, cũng có tiểu bang họ Dẫn mở cửa từ hôm rày tới giờ đó, nó không có khe bao đóng cửa, whatever Dẫn ờ, mở cửa mấy tiệm này kia. Và not... hiện tại cũng có những uh, tiểu bang giống như uh, kêu đóng cửa nhưng mà họ không khe Dẫn mở cửa như bình thường và cũng có nhiều nhà hàng họ uh, người chủ của họ kêu đừng có đeo khẩu trang này kia trong đó. Not to wear masks và plant... yeah, hiện tại cái số tịch thà trên nước Mỹ thì càng ngày thì nó càng thiếu thêm nữa exclusive... yeah. và những cái chỗ mà hổm rài mà họ nói hotspot chuyên môn là bị bệnh nhiễm này kia trong chỗ đó ngay bây giờ cũng đã mở cửa trở lại lab... à, và một chút xíu nữa họ sẽ chiếu cho mình xem ở bên trong cái chỗ nó bio defense lab chuyên môn làm thuốc này kia như thế nào như thế nào và họ sẽ cho mình xem giống như cái virus nó như thế nào và bao lâu có thể giết cái virus này và nó cái virus nó sống ra sao. Và cũng nói luôn là cái hãng uh, Corax chuyên môn làm mà mấy cái đồ lao tay rồi uh, thuốc tẩy này nọ đó thì cái hãng này nó như thế nào chút xíu nữa họ sẽ chiếu cho mình xem bên trong cái hãng này nó ra sao News goes và hiện tại thì họ sẽ hỏi luôn cái ông sếp CEO của cái hãng Clorox này nó tại sao mà thiếu hụt này kia trên nước Mỹ này kia thế nào như thế nào When will we thì đây là họ nói giống như cái thuốc này đó, cái loại thuốc tẩy này đó, họ làm ra thành căn này nọ đó, bán rất là thịnh hành, rất là chạy trên nước Mỹ và ngay bây giờ đó nó rất là thiếu thốn nữa và đây họ phỏng vấn cái hãng này nó như thế nào như thế nào tại sao mà thiếu như vậy và theo một cái nữa là có cái chuyện là một người mà chạy bộ này kia đó không có cầm súng gì hết nhưng mà bị người khác chạy theo bắn anh ta chết và gia đình của anh này nói là anh ta chỉ đi ra ngoài chạy tập thể thao thôi kết cuộc thì chết và về cái coronavirus xảy ra đại dịch nó như vậy cho nên cái case của anh này đó À, đang à, delay tới ngày hôm nay thì họ giải quyết như thế nào? Và ngày hôm nay họ cũng chiếu luôn cho mình xem à, cái à, những chỗ ICU, những người trên phone line nó như thế nào, như thế nào? Có người thì bệnh ở trong chỗ này đã hai tháng rồi chưa có hết đó. Thì ngày hôm nay họ cũng chiếu luôn chỗ đó cho mình biết. Và hiện tại ngay bây giờ đó thì họ đang lo ngại là À, cái uh, những đứa trẻ trên nước Mỹ bị chủng coronavirus uh, rất là nhiều và nó liên quan tới cái chuyện này nhiều lắm. Ok, đây là của Đài, họ báo cho biết nha Đài NBC News họ báo cho biết về chuyện này. Và họ nói đây là cái coronavirus này kia đó, là ảnh hưởng người lớn rồi bây giờ ảnh hưởng tới mấy đứa nhỏ. Đây là mới bước đầu thôi về ảnh hưởng về chuyện này. And Và đây là cái bệnh mới nhất mà họ kêu gọi cha mẹ này kia để ý. À, những đứa nhỏ giống như bị sảy bị này nọ xảy ra trên người nó đỏ nó như vậy thì có thể dính giảm tới coronavirus. The of cases in New York State. Ở bên New York cái số người uh, mấy đứa nhỏ mà bị chúng như vậy đó nó tăng lên rất là nhanh. Uh, 64 trẻ ở New York đã được chẩn đoán mắc bệnh được gọi là viêm đa hệ và yeah, đây là ở bên New York họ nói 64 uh, mấy đứa trẻ đã trúng cái bệnh này ở bên đó. Syndrome, believed to be a response to và họ nói cái bệnh này nó dính dám uh, tới uh, Covid-19 đó. The rare by fever. Đây là cái uh, dị ứng mà mình thấy cái bệnh này trước khi nó xảy ra này kia á. Thứ nhất là bị fever, thứ nhì là red eye, mắt đỏ, thứ ba là rash, ngứa. À, rồi thứ tư là upset stomach đau bụng này kia đó, à nói vậy. và cũng làm cho mình ngứa khó chịu không tưởng tượng, à nói vậy thì nó dính dám tới con việc này ở đây là tuổi mà heart association nó coi về bệnh tim này nọ thì họ đưa ra cái này mới cho tất cả mọi người để biết thêm. Dr Jane Newberger from Boston Children's Hospital says she's never seen anything like it. À cái bà này là bác sĩ ở Boston, à bà nói bà chưa bao giờ từng thấy có chuyện này xảy ra trên mấy đứa nhỏ. We're on a call with 1800 other doctors from around the world. How concerned is the global community about this? À đây là giới 10 uh, 1800 18, uh, uh, 1800 uh, bác sĩ vùng quanh thế giới uh, đang lo ngại về chuyện này. Well, I think the global community is uh, really concerned because this is a brand new event. Và yeah, họ nói cái chuyện mà bị cái bệnh này đó, bác sĩ họ đang lo là tại vì đây là cái bệnh mới uh, này kia và yeah, nó bệnh rất là nặng, rất là nhanh ở uh, trong mấy đứa nhỏ đó. Ở no family... à đây cái anh cái đứa nhỏ này đó hổm rài chiếu rất là nhiều nha. À, đứa nhỏ này là không có bệnh hoạn gì chân đó bệnh trong vòng mấy ngày thôi là nằm nhà thương liền <laughs> và ảnh bị khó thở này kia chở vô nhà thương thì họ check mới biết là ảnh đã bị covid 19 ở trong người ảnh <laughs> à, đang ở nhà như bình thường gì đó tự nhiên khó thở sau khi đó thì trái tim ảnh đã muốn ngừng đập luôn thở không được họ mới đem vô trong nhà thương rồi test anh biết bị coronavirus, thì họ mới dùng cái máy trả thở giúp cho anh ta. Thì à, đây là con đang chơi ở nhà như bình thường, một ba khó thở, ở nằm dưới đất thở không được. Thì à, bà mẹ lúc đó à, gọi cho tụi Nai quanh quanh và đang làm... À, thầm CPR giống như giúp cho đứa nhỏ đẩy trên ngực cho thở này kia đó. Sau khi đó thì đem vô trong nhà thương. Và đây là họ nói cái những cái case, trường hợp như vậy đó, nó nó lạ, như mà con cái là không thể nào tưởng tượng được nó xảy ra như vậy. Có nghĩa là mấy đứa nhỏ là có thể bị nhiễm coronavirus trong người mà họ không biết. Khi tới phát hiện ra hoặc là Lúc mà nó xuất lên thì một vài đứa nhỏ lật liền tại chỗ. Lật rồi thì lúc đó vô trong đó mới biết là đã bị trúng coronavirus. Hồi trước đó, thì theo họ nói đó. Giống như China họ nói là không có lây qua người qua người. Sau khi đó đã lây người qua người. Rồi nói là không có lây cho mấy đứa nhỏ đâu. Thì kết cuộc thì ngay bây giờ cũng lây vô mấy đứa nhỏ. Và bên China hồi xưa nói là không có play lây từ người qua animal, con vật này kia. Thì họ bắt đầu họ điều tra thì tới giờ họ biết là bên Hong Kong. Hồi à, lúc mà bị coronavirus vào tháng 1, tháng 2 thì có một con chó đã bị chết vì coronavirus. Thì tới ngày hôm nay, trên nước Mỹ là bị chúng coronavirus vô mấy con vật luôn. So what next? Kế tiếp là cái gì đây? Giống như toàn là uh, coronavirus này nó lây ra nhiều cái bệnh khác nhau lắm. What does a parent need to know? Um, So I think most parents first and foremost need to know that this is rare. And at the same time, they shouldn't fail to seek medical attention và yeah, đây là bà doctor bà nói uh, cho đài biết uh, mọi người phải để ý đây là cái bệnh này đó cho mấy đứa nhỏ là rare rất là hiếm mới thấy nhưng mà khi mà bệnh như vậy thì hoặc là mình phải check mấy đứa nhỏ này kia đi bác sĩ này kia check uh, với tỷ con bị bệnh thì đưa vô nhà thương check liền ngay lập tức thì mới biết được như thế nào như thế nào tại vì con việc này thiên liên tục khom rày nói là không có dính dám cho mấy đứa nhỏ tới ngày hôm nay thì mấy đứa nhỏ bệnh càng ngày càng nhiều bây giờ bắt đầu thấy nhiều cái cái ca bệnh của những đứa nhỏ bắt đầu uh, xảy ra hiện tại ngay bây giờ chưa có ai bị chết về cái chuyện này mấy đứa nhỏ đó chưa bị chết hiện tại ngay bây giờ tụi CDC họ báo cho biết là họ đang theo dõi để học hỏi cái này và họ đang học hỏi để mà coi, để mà chữa cái bệnh này trước khi mà nhiều đứa nhỏ sẽ bị bệnh thêm nữa. Dahlgren, ok, đó là của đài NBC News. Họ báo cho mình biết nha. Hold on, view fast. Đợi họ quảng cáo một cái đã. Ok, hold on nha. Đợi họ quảng cáo đây. Ok, hold on. À, trong lúc họ quảng cáo, Andy đọc coi mọi người viết gì nha. Phương Trang viết xuống. À, chào anh. Good morning Phương Trang nha. Phương Trang viết xuống nếu chủ gọi đi làm mà em tự chơi vì phải làm cho chủ khác vậy anh hướng thiện thác nghiệp không anh không anh phát tôi mới biết được nha có gì giết có dấu nha <laughs> em thì đọc không có dấu đọc em thì đọc hơi khó khăn chút xíu mà không có dấu cũng khó khăn lắm I'll try my best ok à, Phương Trần viết xuống nếu chủ gọi đi làm em tự em tự chơi vì thì làm cho chủ khác vậy có hưởng tiền thất nghiệp không anh oh my god i, I don't think i can say that in here uh, this is uh, của đài uh, Mỹ nha đây là không phải là tin tức uh, đây là tin tức của đài Mỹ đài uh, CBS It's morning news NBC news ABC news CNN news những gì mình nói ở trên đài đó thì đây là có tụi đài nó monitor nó coi này kia trong này đó À, cho nên <cẩn thận>, cẩn thận lời nói ha à, cũng nói luôn là nó monitor không phải đây là không phải là làm tin tức riêng à, giống như muốn nói gì nói muốn làm gì làm giống như đây là tin tức theo của đài họ nói cái gì em thì dịch cái đó cho nên đây là có monitor của đài cho nên Tìm có, hỏi mấy cái đó nha I don't know I cannot say that sorry nha không nói được tại vì cái này giống như Andy từ bắt đầu làm tin tức giờ đó Andy cũng nói đây là không phải là mình làm uh, tranh tức muốn làm gì đó làm. Đây là theo cái uh, quy định của đài là sao là sao là sao. Cho nên có nhiều câu anh em hỏi mình không trả lời được vì là đã sao rồi. Ok, back to the news đây là của đài uh, NBC họ báo cho mình biết về chuyện này. With our nation anxious and cautious about getting back to work ở đây là họ mở cửa trả lời đó thì rất là đông người vui này kia la ung sùm này à, hiện tại ở trên nước mỹ à, biểu tình mở cửa trả lời biểu tình đóng cửa này kia thì nó làm nước Mỹ chia làm đôi một mớ thì muốn mở cửa, một mớ thì muốn uh, vẫn còn tiếp tục đóng cửa. Ở Illinois số người chết đã tăng lên rất là nhiều ở bên đó. Ở bên Illinois thì họ kêu mọi người đang ở nhà không có cho đi ra ngoài đường. À, có giống như chỗ khác thì họ kêu uh, những business làm ăn đó có nhiều tiệm làm ăn họ mở cửa là làm ăn như bình thường họ không có khe chính phủ nói gì Thì giống như uh, cái cô đó cô nói với tỷ ai mà không có chịu nghe lời của chính phủ uh, đóng cửa mở cửa này kia đó thì uh, đóng cửa này kia thì sẽ bị phạt rất là nhiều và họ nói khoảng cái chừng 5 ngày thôi thì cái số người mà chết ở trên nước Mỹ đó khoảng cái chừng 10.000 người à, kiểu là như vậy. Over the last month, in Texas where COVID cases 35% ở Texas thì cái số tiểu bang của mình, Texas nó tăng lên là 35% về coronavirus. Since last week, tính uh, từ hồi uh, tuần rồi tới giờ đó à, cái cô shelly luther này á thì uh, mọi người thấy họ chiếu cho cô này rất nhiều ở bên Texas. cổ không có chịu đóng cái tiệm tóc của cổ Her doors in Dallas, a judge put the salon owner behind bars for seven days. Uh, cô ta không có chịu đóng cửa, rồi uh, lúc đó tòa đã phán cô ta bị tiêu tù 7 ngày. At this West Virginia barber shop, đây là nằm ở bên West Virginia barber shop, chỗ cắt tóc cho đàn ông. Customers are crossing the Pennsylvania state line to get a haircut. À, uh, từ bên Pennsylvania đó họ đi qua bên Virginia để mà cắt tóc tại bên đó mở cửa. California, Đây là bên California, cái chỗ mà cái mall họ mở cửa đó, bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm đó thì mọi người thấy mới mở cửa, người ta nhào vô vậy đó. With the Hiện tại ngay bây giờ về lockdown ở trên nước Mỹ, ở bên LA, đó, Los Angeles đó, có nhiều cái cơ sở làm ăn họ nói cho biết là họ không có mở cửa lại nữa. Tại vì họ không có sống được đó, phải đóng cửa luôn. In like and Utah, shopping are their... Ở bên Alabama, Utah, họ báo cho biết là họ mở cửa cho lợi trong mo giống như có tỷ thôi, shop thôi. By Sunday, at least 43 will have or Ở vào bữa Chủ nhật tuần này, tới 43 triệu bang trên nước Mỹ, một mới thì mở lợi rất là nhiều, một mớ mở lợi ít. Mississippi the ở Mississippi thì cái số người chết nó mới kêu bằng tăng lên cao đó. To to Và trong lúc thì nhà hàng mở cửa cho lợi mà số người chết thì tăng lên. À, ông đó 87 tuổi, ông nói khi mở cửa cho lại ông rất là exciting, rất là mừng được chưa? Hiện tại thì những cái chỗ mà làm food trên nước Mỹ à, có nhiều chỗ thì họ báo cho biết là bị này nọ thêm nữa. Và họ nói có nhiều cái chỗ bị bệnh những người làm trong uh, food này kia đồ ăn thịt thà đó bị bệnh này kia về coronavirus cũng nhiều và hiện tại thì họ vẫn mở cửa trở lại này kia làm tiếp tục nó như vậy. News, ok, đó là của đài NBC News họ báo cho mình biết về trường hợp này nè. Oh, real fast. Đây là của đài họ báo thêm cho mình biết này. Đây. We uh, à, đây là ông này ông nói giống như ông có form viết uh, ngày của ông á, uh, ông định đóng cửa luôn là tại vì uh, không biết bán cho ai đó. À, ông nói giống như ông không có bán cho những cái chỗ mà làm được thì ông bán ngay cái chỗ ở farm market này kia. Cái, cái farm của ông nói đó ông này ông nông dân thì ông uh, làm thịt thà trồng trọt này kia, ông bán ở phần mà market like one, he actually... thì à, đây là phần market thì họ nói họ họ làm ra xong thì họ bán thẳng cho người ta khỏi có qua trung gian ngay giữa Across the country, the meat industry is rattled after processing plants shut down over coronavirus concerns. Và yeah, hiện tại thì ở trên nước Mỹ có nhiều cái cơ sở thì cũng đóng cửa vì uh, uh, cơ sở mổ xẻ này kia thịt thà đó đóng cửa tại vì bị coronavirus này kia. Today, a major JBS plant partially reopened in Worthington, Minnesota in a Ở JBS thì ngày hôm nay họ mở cửa lại ở Minnesota. Foods plant in Waterloo, Iowa, is set to resume limited operations tomorrow. Và ngày mai thì cũng có những cơ sở thịt chỗ khác, tiểu bang khác thì cũng mở cửa nhưng mà limit thôi, không có nhiều. Thì họ nói cái số lượng đó là tính ra hồi năm rồi đó, thì nó xuống đó. Tại vì không những cái hãng nó không có mở rồi, những người ta trồng trọt, người ta đưa tới thịt thà này kia, không có cái chỗ hãng nó làm. Cho nên nó bị xuống nhiều. Has dropped 34%. à xuống khoảng chừng uh, 34% á à, vậy. à Li Trần viết xuống chào Andy chúc ngày mới vui vẻ uh, mạnh khỏe bên gia đình cảm ơn Li Trần nha chào buổi sáng nha Thanh uh, Trần Nguyễn viết xuống coi việc có dính vào thịt ăn không Andy. I don't know. cái đó thì cũng không biết nữa nhưng mà nó trúng ở trong mấy cái chỗ thịt thà trên nước Mỹ đó có nhiều chỗ cái uh, họ người bị trúng coronavirus này kia đó. Cho nên người ta đóng cửa cũng nhiều đó. Vậy. À, đây là cái câu mà Cổ tên là Chris Cook Cổ nói cho biết là à, Về à, cái heo bò này kia cổ, cổ có đầy đủ Nhưng mà có cái là những cái chỗ mà cắt mổ xẻ này kia đó à, Thiếu trốn cho nên Gửi lời cũng gặp khó khăn đó so we Hiện tại uh, ngay bây giờ thì thiếu thịt thà đó, uh, cái chỗ Wendy đó, là cái tiệm bán hamburger này kia đó, thì thiếu thịt heo này kia. À thiếu thịt bò nha, không phải thịt heo, thiếu thịt bò. Và yeah, cũng trên nước Mỹ có nhiều cái cơ sở uh, bán chợ này kia đó, họ giống như limit, giống mỗi người được mua bao nhiêu phần, bao nhiêu phần thôi. <laughs> Farmers are now racing to reinvent themselves. À, những cái farmer nhỏ thì họ tự họ làm theo cái cách của họ để mà họ bán giống như farmer market. Ở Mỹ thì nó có hai loại cái chợ nó kiểu gì. Actually nó có tới ba chợ là à, nó gì nè. Thứ nhất là cái chợ à, à, giống như chợ bình thường mình vô đó mình mua đồ này kia đó. Thì à, cái chợ như vậy. À, chợ mà vô tiệm mình kia mua cắt thịt này kia là sẵn. Thứ hai là cái chợ loại farmer market. Farmer market nhiều khi bán cũng mắc tiền lắm. À, cái đó là nó dựng sạp lên nó bán giống như thứ bảy, chủ nhật only thì kiểu là vậy thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, đa số thì thứ bảy chủ nhật only. À, cái đó là kiểu như vậy. Còn thứ ba là cái chợ giống như chợ trời, giống như mọi người thấy chợ trời đó. Nhưng mà chợ trời thường nó bán nó bán là nó không có bán uh, uh, thịt đâu, nó bán uh, con thỏ này kia, con uh, con gà uh, này nọ nó bán như vậy cho người ta là người ta mua, người ta đem về nhà người ta làm gì làm chợ trời mà. À, là có ba loại chợ cho nên ngay bây giờ mấy cái người farmer giống như ông này thì ông nói là ông sẽ dùng cái kiểu như bán phô mờ market à, bán giống như chợ cuối tuần đó à, cho thịt thẳng luôn cho người ta không có đi qua chợ tại vì trong chợ thì à, những cái chợ giống như supermarket lớn giống như mọt của đó rồi thì nó phải cần à, ông phải đưa thịt tới ngay cái chỗ mà nó chuyên môn làm thịt chỗ làm thịt mới bán cho trong chợ đó thì kiểu vậy thì họ không làm ngay bây giờ thì ổng kẹt nhiều cái con heo bò này kia cho nên ổng định làm cái kiểu kia. Like dạ uh -huh. um, um, yeah, ổng hiện tại thì ổng bán lẻ nhiều chứ ổng không có bán sỉ. Đúng rồi bán sỉ, bán lẻ mà. I don't know bán không có bán retail nữa, bán uh, không bán wholesale nữa là bán xíu nhiều nữa mà bán lẻ thôi cho người ta tự người ta lại người ta mua này kia vậy even à, à, as bán giống như on farmer market hoặc là on website giống như mình có thể order meat thịt này kia đó thẳng tới những cái form này họ cắt họ làm sạch sẽ xong rồi gửi thẳng cho mình kiểu là vậy supply chain breaks down farmers like Todd Applebaum are searching for new ways of connecting with their customers directly Thế là ngay bây giờ thì cái tình trạng mà thịt thà mấy cái cơ sở làm thịt của Mỹ bị vấn đề uh, chút chút người ta cũng lo ngại cho nên ông này ông cũng lo ngại về chuyện này cho nên ông tìm cách để mà bán thẳng cho những cái người cần mua giống như trên website mình có thể order thẳng cái chỗ của ổng thì ổng uh, làm ổng cắt ra ổng shipping ổng gửi thẳng lại cho mình khỏi qua trung gian một người nào hết giống như giá tiền uh, sẽ rẻ hơn này kia cho mình á nhưng mà có cái là phải mua số nhiều À, thì giờ bữa nữa họ nói website nào đó thì mình sẽ nói cho mọi người biết ha để cho anh em nào có muốn mua thịt thà này kia đó mình order sẵn không mất công ra chợ đứng mua limit này kia nếu mua đại lần nữa heo xong tênh còn mất công mua không nếu có tủ lạnh lớn mua nửa con họ cắt đâu đó rồi bỏ vô thịt cho mình họ zip zip lại rồi họ phô dình hết rồi đưa cho mình rồi mình bỏ vô tủ thôi chừng nào là ăn lấy ăn ở Mỹ này là ăn đồ mà phô dình là bình thường là đông đá đó thì chừng nào ăn là lấy ra Mua mua mà đâu có đi chợ mỗi ngày thì ai sống ở Mỹ cũng biết vậy ha. Ok, đó là của đài NBC họ báo cho mình biết về chuyện này nha. Hold on will fast. À để một chút xíu đài hộ quảng cáo nha. Ok thì đây là đài họ sẽ chiếu cho mình xem trong cái cơ sở mà làm những cái kêu bằng cái chỗ cái hãng mà thuốc tẩy đó uh, ra sao ra sao tới ngày hôm nay như thế nào đây là của đài họ báo cho biết đợi chút xíu nha họ quảng cáo đây đài mỹ đó uh, coi coi gì chứ quảng cáo gì lắm trong lúc họ quảng cáo thì em đi đọc coi uh, mọi người viết cái gì nha hold on will fast, đợi chút xíu nha Ok, đợi chút xíu à, Đợi hồ quảng cáo nha Trong lúc hồ quảng cáo em đi đọc là những gì anh em nhờ, chơi nha Trong lúc đợi à, Thanh Trang Nguyễn viết xuống là à, Thanh Trang Nguyễn viết xuống Tự mổ thịt thì đâu có kiểm dịch à, Tự mổ thịt dạ yeah, Nhưng mà tự mổ thịt Nhưng mà cũng phải bắt buộc phải kiểm dịch đó Tại vì à, Giống như một cái hãng mà họ Mổ thịt thì họ phải làm theo cái guideline Như thế nào, như thế nào thì họ mới cho mổ thịt giới tỷ như các ông này mà cái form đó họ muốn mổ cái con heo thì họ phải có giống như cái nhà mổ thịt nó ra sao ra sao cái tụi CD nó xuống nó chắc rồi đâu ra đó thì mới cho mổ chứ không phải là một ba sách heo ra mổ bình thường đâu nếu mình mẫu bình thường nhà mình ăn thì không có gì mà nếu mình mổ mà mình đem bán đó thì nó trở thành là phải làm theo cái trình tự nó phải có cái nhà mổ thịt ra sao ra sao ra sao Tùm lum ta la chừng đấy <laughs> còn nếu mình mổ tự nhà mình ăn là tiêu hình nha còn mà đi tỷ nộ mổ bán này kia đó là nó nó khác nhau đó ok còn đây là của đài à, NBC họ báo thêm cho mình biết về cái hãng mà à, làm thuốc tẩy này kia tới ngày hôm nay ra sao ra sao à, đây là họ nói uh, riêng của đài NBC mọi người mới thấy được mấy cái này Blaine Alexander asked the CEO himself. For shoppers scrambling to find disinfectant à những người đi mua đồ này kia đó đi chạy đi kiếm mua cái hiệu này rất là nhiều. À, những cái tờ giấy này giống như rút ra lau tay rồi lau bàn, ghế này kia đó. Nói chung là của cái hãng này làm rất là tốt, cho nên người ta kiếm mua nhiều lắm. À, đa số khi tới cái hãng thì à, cái tiệm này kia đó mua thì thấy toàn là chống rỗng không, à, không có. Bây giờ muốn mua khó lắm. À, ra chợ này kia thấy cũng ít lắm, lợi trễ không còn. Đây là cái hãng uh, Clorox, thì uh, họ chiếu cho mình xem bên trong nó vậy. Và họ nói cái hãng này họ làm overtime giống như làm nhiều đó à, số lượng mà đang cần là trên 500 phần trăm à, về cái những cái mặt hàng này à, theo ông si ông nói cho biết nhiều lúc mình bán mấy cái đồ đó trong hãng ổng giống như bán một tầng à, bằng hồi đó bán cả tháng vậy đó tại đông người mua đó And we're in mode. Ben <laughs> ông nói cái số lượng người ta uh, kiếm rất là nhiều người ta kiếm mua đó nhiều ngay bây giờ giống như mà ông đang chạy theo để làm đưa ra thôi chứ làm cũng không kịp đó the to to the the uh, theo đài hỏi thì hỏi ông ta là khi nào mà đi ra ngoài chợ này kia thấy những cái đồ đó để trên uh, À, những cái kệ để bán Tại vì bây giờ ra ngoài chợ kiếm mua khó lắm à, mua người ta mua chân Ông CEO đó Ông báo cho biết ngay bây giờ Thì cái hãng ổng làm không có đủ đồ để bán cho tất cả mọi người Và ổng nghĩ là Tới mùa hè năm nay thì mới đủ đó Thì à, cô này có hỏi Có phải là tháng 6, tháng 7 thì kia mới đủ hay không The other however, is, uh, the consumer demand. And... Ông nói ráng làm thôi, tại ngay bây giờ cái số lượng mà đang cần cái những cái này thì càng ngày càng nhiều thêm nữa. Says... Và ông nói giống như ngay bây giờ thì outside control ông, ông không có control được mấy cái này. Và cái số lượng thì ở trong hãng ông làm tăng lên khoảng chừng 40%, nhưng mà cũng không đủ để cho chợ này kia bán nè và yeah, ông nói mỗi ngày thì cái chỗ của ông làm ra được bao nhiêu thì ship ra đưa cho người ta bấy nhiêu right và camera... yeah, ông nói khi mà mới vừa đem tới chợ thì mới đem ra là người ta mua hết trơn à cho nên nói vậy ngay bây giờ À, đây là uh, đài họ muốn vô trong họ quay nhưng mà cái hãng uh, làm thuốc tẩy này họ nói là họ không có cho vô trong quay đây là họ quay ở trong đó họ cho mình xem nó như thế nào như thế nào đây là họ chiếu cho mình xem bên trong cái hãng này nó như thế nào như thế nào đó À, giống như mấy cái thùng đó đó mấy cái thùng thuốc tẩy đó là chuyên môn gửi tới cho những nhà thương này kia để mà clean up nhà thương ở có 14.000 uh, cái nhà thương ở trên nước Mỹ đã nhận những cái đồ này và còn làm nhiều cái khác nữa để cho mình clean up ở trong nhà này nọ is ramping up production. They say that the safety of their nearly 9,000 employees is the priority. So yeah, đây cái hãng này họ nói uh, 9.000 người làm trong cái hãng của họ là quan uh, kêu bằng uh, coi trọng về sức khỏe an toàn đó là họ coi quan trọng nhất. at like this one, a breaks, face masks, and Ở trong cái hãng này thì họ giống như có cho khẩu trang rồi check temperature này kia đâu ra đó À, trước khi làm việc. You yes, Jessica... Thì à, đây là ông đó, ông nói là ông coi những người làm của trong hãng của ông giống như những người làm phân uh, frontline worker yeah, giống như những người uh, làm của y tá rồi uh, bác sĩ này kia. Sure really... à, cô này là một trong những người chịu trách nhiệm về những cái đồ đạc ở trong này. maxua sure là gửi lên xe truck để gửi đi tới những cái chỗ cần thiết really are. Before it's like okay, we just make wipes and clean up, but now it's like we're saving lives. We're making a thì theo cô này cô nói lúc đầu thì làm trong hãng này thì giống như làm trong hãng vậy thôi, nhưng mà ngay bây giờ thì coi nó quan trọng hơn là à, những cái đồ này thì cần cho những cái hãng xưởng giống như bác sĩ y tá, nhà thư này nọ cho nên chúng để cứu mạng người ta cho nên nói vậy theo ông này ông nói giống như hiện tại ngay bây giờ biết đi làm là nó có thể bị nhiễm bị coronavirus này kia uh, take a risk này kia nhưng mà đối với ông là đi làm giống như cái chuyện cũng nên làm đó tại vì làm giúp cho về phút respond lau uh, lao tay sạch sẽ này kia nói vậy và is... yeah, ông nói giống như giúp đỡ cho rất là nhiều người giống như tao of là people giống như cứu mạng cho nhiều người cho nên họ vẫn tiếp tục làm ở trong hãng này thì họ mới nhận thêm là 250 hơn 250 người nữa. Và những người làm trong này thì được thêm base pay, được trả tiền đâu đó còn thêm bonus này kia nữa. Và cái hãng này họ cho nhân viên mà vô làm này kia đó thì cho mỗi người thêm cả ngàn đồng để cây sở này kia trong cái mùa này every single day uh, to do better and uh, help is on its way and it will be better starting the summer. Yeah, ông nói hiện tại ngay bây giờ nói vậy nhưng mà cái uh, vào mùa hè kế tiếp thì nó sẽ tốt hơn giống như hãng ông sẽ làm nhiều hơn rồi cái uh, cần này kia cũng như vậy. và cũng nói luôn là cái hãng này nó làm nó trong cái mùa bị corona vậy đó đang cần thiết vậy đó nhưng mà nó không phải lên giá cấp đôi những cái hàng mặt hàng này họ chỉ lên giá tiền là khi mà cái chiên chở đó lên giá thì họ lên giá cái chiên chở thôi chứ không có phải chia lên giá cấp đôi để mà ăn tiền trong chuyện này và ông CEO ở đây ông báo cho biết là những cái hãng này của ông nó làm 24 trên 24 không có ngừng nữa. Ok, đó là của đài NBC News họ báo cho mình biết như thế nào xảy ra ngày hôm nay về chuyện uh, because 34 run như vậy thì uh, maybe it better maybe it good nha uh, cho tất cả mọi người giống như mình uh, muốn mua một cái cái bình đó đó uh, hổng cũng khó khăn đó đi ra chợ này kia vòng vòng coi lần nào ra đa số là người ta bán hết trơn cho nên mua không được đó. Ok đó là của đài MBC News họ báo cho mình biết về chuyện này còn đây là của đài MBC News họ chiếu cho mình xem à Cái tụi mà Blue Angel với uh, Thunderbird này kia Nó bay vòng uh, vòng đó New Orleans này nọ Thì chiếu cho xem nha This is very cool Here, check it out Cool uh ha -huh. Đây là trên uh, cái Thunderbird đó Họ bay, họ biểu diễn này kia đó, đó. Ngày hôm qua đó Ở uh, Dallas của mình đó Họ có bay qua đó Họ biểu diễn này kia Đây, rồi vâng That's cool nha Thunderbird thường thường mấy cái show này đó giống như ở bên Florida này nọ ở gần bãi biển này kia đấy thì mỗi năm họ có biểu diễn này kia cho mình xem giống như vào lễ chung nhưng mà ngay bây giờ thì họ dùng cái máy bay này họ bay để ủng hộ cho tụi first Respond ở trên nước Mỹ y tá bác sĩ này kia đó Ok đó là của đài NBC họ báo cho mình biết nha Ngày hôm qua thì nó đã bay qua Dallas Texas rồi đó à, vài bữa nữa đi tiểu bang khác nữa À, còn đây là hiện tại à, về cái chuyện coronavirus ở trên nước Mỹ thì à, ngay bây giờ đó có nhiều cái channel mở ra giống như à, à, mở ra bên Africa live trực tiếp cho người ta xem ở bên Africa nó như thế nào, người ta chạy kia đây là họ chiếu cho mình xem nha. Những cái này rất là popular, rất là nổi tiếng ngay bây giờ. Here we go này là nằm ở bên sau Africa đó ở đây là họ quay live trực tiếp cho mình xem nó như thế nào như thế nào của nhiều cái channel khác nhau đó à, của tổng đài của về uh, national cho co cho coffee họ chiếu cho mình xem giống như sáng sớm thì uh, uh, mọi người có thể lên youtube á À, xem à, ngay đó thì họ like trực tiếp luôn, họ chạy xe vòng vòng nhiều cái channel khác nhau của tụi National Geography, họ chạy vòng vòng, họ quay à, như vậy mình có thể hỏi đi kia mấy đứa nít này kia thích là coi mấy cái này lắm. À, đây là cái uh, program của họ, họ cách họ làm vậy đó, nhìn uh, thấy vậy chứ, thật sự là một cái uh, giống như đây là cái các bác của ngoài sau lưng đó, họ like bên channel này, channel kia tùm lum hết trơn đó. Đó, thì họ nói giống như bên đây live one bên kia live 2 giống như hiện tại ngay bây giờ em thì đang live stream cho mọi người xem là ở trong cái nhà của mình cái kiểu nó như vậy còn đây là họ live stream cái chỗ setup họ như vậy nhưng mà họ live stream của những cái người đang đi ở ngoài đường ở ngay cái chỗ ở trong rừng ở bên đó đó là trên youtube đó họ live mỗi buổi sáng nha mà cool. ai có thể coi trực tiếp luôn sẽ xảy ra như vậy vài bữa nữa đó thì họ có họ like trực tiếp ở bên uh, nhiều uh, nước khác nữa giống như uh, họ sẽ connect qua những cái du của uh, giống như bên Nhật bên uh, Pháp này kia thì họ sẽ like trực tiếp bên đó nữa khu à, cool không giống như đây là họ chiếu live trực tiếp và mình coi là mình có ý kiến gì đó hoặc là mình hỏi uh, gì đó mình viết xuống đó thì họ coi đó họ trả lời cho mình luôn giống như trực tiếp giống như Andy đang làm livestream vậy nè mọi người coi rồi nói là Andy nói chuyện là luôn nhưng mà đây là họ like ở ngoài very cool nha a lot of money to do this rất là nhiều tốn kém mới làm được vậy this is cool ok đó là nhiều chương trình họ đưa ra mới uh, cho mình xem cho mấy đứa nhỏ mà ở nhà à, đừng có boring đó đừng có chán này kia để xem này nọ cũng đây là họ nói luôn ngày hôm qua là cái ngày national uh, nurse day đó ngày cho những người làm y tá này kia đây của đài chiếu cho mình xem nha the this country, the Brittany Prevo, caring for newborns during this pandemic at Our Lady of Lords Hospital in Lafayette, Louisiana đây là ở bên Louisiana cô nurse này cũng uh, coi cho mấy đứa trẻ mới sanh á Thì uh, giống như trong trường hợp này, những người bị coronavirus thì, uh, có baby thì không thể nào gần baby cho nên để qua một bên rồi nằm riêng cho nên uh, những người nurse họ coi mấy uh, baby này. <laughs> and you know just love on him because he had he hasn't really had that. Nurse Brittany caring for Remy, born healthy without the virus. À, thì à, cha mẹ chúng coronavirus nhưng mà mấy đứa con sinh ra thì ok không có bị gì thì đó là cái ngày National Nurse Day những người y tá à, không phải là chăm sóc những người bệnh không nhưng mà chăm sóc những baby mới đẻ rất là nhiều ok đó là đài ABC họ báo cho mình biết nha về chuyện này Oh, on real on fast. Coronavirus and possible mutations now. Scientists around the world and here in the US are now trying to track. yeah, đây là hiện tại ngay bây giờ đó. Thì uh, uh, về coronavirus họ đang uh, cố gắng chạy đua để mà làm ra cái vaccine về coronavirus ở trên thế giới. And one of the questions obviously is there one type of the virus more infectious than another. Here's ABC's Kaylee Hartung. Dạ, cái câu hỏi là về coronavirus này kia đó, có phải là nó bị lây nhiễm nhanh hơn những cái virus khác hay không, hay làm sao, làm sao? Tonight, As... Ngày hôm nay, những người scientist uh, uh, nghiên cứu đó, thì họ nghiên cứu về cái coronavirus, họ đang lấy những cái thành phần ra về coronavirus để tính toán. It to the world. Small in the uh, cái virus này nó khác với cái virus hồi trước, tên là genome researchers now trying to determine if one version of the virus is more infectious than another. Họ đang uh, cái nhóm của uh, những người nghiên cứu đó, họ đang nghiên cứu coi coi cái chuyện mà virus này có phải là nó bị nặng hơn hoặc là nó nhảy nhanh hơn những cái virus khác hay không hay như thế nào. means that it's probably going to be và yeah, họ nói có lẽ là cái virus này đó uh, theo cái uh, nhóm nghiên cứu uh, nói cho biết là bị có lẽ là nặng hơn hoặc là nó nhảy nhanh hơn những cái khác vài bữa nữa họ họ uh, sẽ nghiên cứu ra họ sẽ nói cho mình biết this, the... hiện tại ngay bây giờ không có biết 100% và more... yeah, họ cũng đang nghiên cứu uh, để mà tìm kiếm ra cái thuốc giải của coronavirus này. Than 100 are being Hiện tại bây giờ hơn 100 cái vaccine khác nhau đang uh, trên thế giới đưa ra đó để mà đang uh, tìm kiếm về cái chuyện này. Hiện tại ở trên nước Mỹ thì họ đang thử ba cái uh, vaccine uh, thử vô trong người coi ra sao ra sao. Giant Pfizer, the to... Cái uh, hãng Pfizer là cái hãng uh, Mới nhất mà họ đưa ra về cái coronavirus thuốc giải này Hiện tại họ đang test bốn cái khác nhau Cái thuốc giải khác nhau của coronavirus Đây là cái bà bác sĩ uh, Kathleen Họ bảo báo cho biết là cái virus này 4 tháng trước Thì chúng ta không biết gì về cái virus này hết Cho nên ngay bây giờ họ đang nghiên cứu về cái virus này và ngay bây giờ chúng ta đang có nhiều cái vaccine Người nào cũng nói vaccine này tốt, vaccine kia tốt giống như thuốc giải đó Ngay bây giờ thì họ đang nghiên cứu coi cái nào là tốt Thì họ nói phải thử, phải thử coi như thế nào Thể coi biết được cái nào là tốt, cái nào là xấu thì à, đây là cái kiểu ở Mỹ thì cái vaccine trial ở Mỹ mới nhất họ đưa ra giống như ngày hôm qua ai mà coi đài họ cũng nói đó. Cái này nó tên là RNA thì cái loại này là nó, nó dùng cái virus dead á để mà họ thử Virus chết á. Và họ hy vọng dùng cái virus này vô trong người thì nó sẽ đưa cái kháng thể của con người nó mạnh thêm thì có thể giúp đỡ về cái chuyện này the virus. And David, many of these companies working on vaccines are already making plans for mass production. À, hiện tại ngay bây giờ họ nói có nhiều cái hãng làm vaccine, họ đã tính toán tới khi mà chuyện nào xong thì họ sẽ đưa ra thị trường rất là nhiều. Oxford University, for example, they've struck many... Oxford University là một trong những cái chỗ mà họ làm những cái vaccine ra đó. Manufacturing deals with seven different companies và dạ, họ nói với tỷ như mà ngay bây giờ đó họ đang làm việc với nhiều cái tụi nghiên cứu làm những cái thuốc này kia ra với tỷ như những cái nhóm nghiên cứu mà làm ra được rồi thì đưa tới cho họ thì cái nhóm nào mà đưa tới thì họ mới ấy làm ra cả chừng a million uh, những cái vaccine vào uh, cuối năm nay đó giống như tháng 9 này kia But if that và yeah, họ nói với tỷ như cái nhóm nào mà đưa tới mà cái vaccine đó mà không có quốc đó Thì tới tháng 9 á, thì họ kể như là phí tiền rồi Tại vì họ mở ra họ làm mấy cái đó thì không được gì hết Ok đó là của đài ABC Họ báo cho mình biết nha về cái chuyện vaccine này kia Ở trên nước Mỹ tới ngày hôm nay là nói như vậy như vậy OK tới đây thì Andy tạm ngừng nha. Có gì thì Andy dịch tiếp cho mọi người nghe vào ngày mai vào lúc 9 giờ sáng giờ của Dallas Texas ngay bây giờ đã là 11, 12 giờ rồi. Thì uh, ngay bây giờ hết giờ ha. Có gì thì hẹn gặp mọi người ngày mai nha. Nếu mà tối nay có gì dữ tận thì Andy sẽ dịch tiếp cho mọi người nghe vào ban đêm ở Texas ở Mỹ đó là 9 giờ tối là 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Còn nếu không thì hẹn gặp mọi người vào ngày mai à, 9 giờ sáng giờ của Mỹ là 9 giờ tối giờ Việt Nam. À, chúc tất cả anh chị em được mạnh khỏe. Take care everyone. Bye bye.